Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ hai, ngày 13 tháng 11 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tức tôn giáo, và sau đó là bài thời sự, trình bày bản tường trình của tổ chức UNICEF về nạn bạo hành trẻ em trên thế giới. Kế đó là các tiết mục, học hỏi phụng vụ, học thuyết xã hội của giáo hội công giáo, và sau cùng là phút cầu nguyện. Trước hết, để mở đầu chương trình phát thanh hôm nay, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Thanh Phong. Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Luca, chương 17, từ câu 1 đến câu 6. Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: không thể nào mà không xảy ra gương xấu, nhưng vô phúc cho kẻ nào gây ra gương xấu. Thà nó bị cột cối đá vào cổ mà ném xuống biển, còn hơn là làm gương xấu cho một trong những trẻ nhỏ này. Các con hãy cẩn thận. Nếu có anh em con lỗi phạm, con hãy răn bảo nó, và nếu nó hối cải, thì hãy tha thứ cho nó, cho dù một ngày nó phạm đến con 7 lần, và 7 lần nó trở lại nói cùng con rằng, tôi hối hận, thì con hãy tha thứ cho nó. Các tông đồ thưa với Chúa rằng, xin Thầy ban thêm lòng tin cho chúng con. Chúa liền phán rằng, nếu các con có lòng tin bằng hạt cải, thì dẫu các con khiến cây dâu này rằng, hãy chóc rễ lên và xuống mọc dưới biển, nó liền vâng lời các con. Quý ông bà và anh chị em thân mến, Đức Giêsu đã gói gọn nhiều chủ đề giáo huấn vào những câu ngắn gọn trong tin mừng hôm nay. Trước tiên, Ngài cảnh báo cho những người môn đệ hậu quả mất cả hồn lẫn xác thật khủng khiếp dành cho những ai gây gương mù, khiến cho người khác ngã lòng dẫn đến mất đức tin, nhất là những người bé mọn, có đức tin yếu kém. Lời cảnh báo nghiêm khắc này không bao giờ thừa, vì luôn có nhiều gương mù trong xã hội. Mẹ giáo hội rất đau khổ về những gương mù do các con cái của mình gây ra. Thay vì trở nên muối cho đời, trở nên ánh sáng cho trần gian, một số tín hữu lại trở thành men Pharisêu và men Herodê. Thật là thảm kịch khi cộng đoàn tín hữu được mời gọi không bị trần gian làm hoen ố,
lại trở thành một nơi núp bóng cho những lối sống bất chính và giả hình. Lời cảnh báo của Đức Giêsu: anh em hãy đề phòng, giúp chúng ta ý thức một cách nghiêm túc rằng đừng nên cớ cho ai sa ngã, vì mỗi sai phạm của chúng ta ít nhiều đều gây ảnh hưởng không tốt lên anh chị em mình. Kế tiếp, đối diện với tội lỗi trong cộng đồng, Đức Giêsu dạy cho các môn đệ về bài học tha thứ. Theo truyền thống Do Thái vào thời đó, tha thứ 3 lần được coi là quá đủ để thể hiện danh dự của mình. Thế nhưng, Đức Giêsu lại mời gọi các môn đệ của Ngài phải tha thứ mỗi ngày, không phải tha thứ 3 lần mà đến 7 lần. Số 7 là một biểu tượng của sự hoàn hảo ở trong Kinh Thánh. Như vậy, Đức Giêsu mời gọi các môn đệ của Ngài tha thứ một cách trọn hảo, nghĩa là tha thứ luôn luôn và mãi mãi. Nghe đến đây, các môn đệ nhận ra thầy mình đòi hỏi nhiều hơn khả năng có thể, nên các ông cầu xin Đức Giêsu thêm đức tin cho mình, để có thể khoan dung với lỗi phạm của người anh em bằng sự thúc đẩy của lòng mến dành cho họ. Có như thế, các ông mới thực sự tha thứ như Đức Giêsu mời gọi. Và cuối cùng, theo lời xin của các môn đệ, Đức Giêsu đã đưa ra lời giáo huấn về đức tin. Ngài nhấn mạnh rằng, điều quan trọng là phải có đức tin chân thật, chứ không phải là mức độ tin nhiều hay ít, lớn hay nhỏ. Đức tin chân thật là một đức tin hành động và can đảm tiến bước trên nền tảng lời hứa của tin mừng. Bất cứ ai có một đức tin chân thật, cho dù bé tí xíu như hạt cải, thì người ấy cũng có thể làm được những việc lớn lao, tưởng chừng như không thể. Hình ảnh Đức Giêsu dùng để minh họa ở đây là người ấy có thể khiến cây dâu bật rễ lên, xuống mọc dưới biển. Đây là loại dâu đen, có thể cao đến 9 mét, rất phổ biến ở Palestine, và nổi tiếng vì rễ của nó đâm sâu trong lòng đất. Dĩ nhiên, Đức Giêsu không dạy các môn đệ bí quyết dịch chuyển cây cối. Ngài chỉ muốn dùng lối nói ngoa dụ này để nhấn mạnh một đức tin dù rất nhỏ cũng có thể đem lại hiệu quả rất lớn. Như vậy, Đức Giêsu không trả lời trực tiếp lời cầu xin của các môn đệ, nhưng dạy các ông chỉ cần sử dụng đức tin bé nhỏ của mình, nhưng phải chân thật. Đức Giêsu không định lượng đức tin, nhưng nhấn mạnh đến cách tin, một cách tin có thể chuyển rời được cây dâu. Lạy Chúa Giêsu, xin ban cho chúng con một thái độ ân cần để sẵn lòng tha thứ cho người lỗi phạm, và xin cho chúng con một đức tin tinh tuyền, đơn sơ, trong tương quan mật thiết với Chúa. Amen. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con trong cuộc sống. Xin cho con biết lắng nghe lời Ngài dạy con lúc khổ đau. Xin cho con cất tiếng lên trả lời và vâng theo ý Chúa. Xin cho con biết thực hành ngàn đời lời Chúa đã truyền ban. Lời Ngài là sức sống của con, lời Ngài là ánh sáng đời con, lời Ngài làm Chúa tràn hy vọng, là đường để con hành.
hạnh phúc cho chân ai. Lời này là dân sách của con, lời này là ánh sáng đời con, lời này là chứa chan hy vọng, là đường để con hăng dõi bước. Lời ngài đường chất lấp niềm vui, trọn vẹn ngàn tiếng hát đầy vơi. Lời ngài đổi mới cho cuộc đời, lời ngài hạnh phúc cho chân ai. Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách. Tin Tổng giáo phận Huế. Hội đồng Giám mục Việt Nam gửi thư kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ lũ lụt. Hôm 9 tháng 11 vừa qua, Đức Tổng giám mục Giuse Nguyễn Chí Linh, Tổng giám mục Tổng giáo phận Huế, giám quản Tông tòa giáo phận Thanh Hóa, Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam, đã thay mặt Ban thường vụ Hội đồng Giám mục Việt Nam có lá thư gửi đến cộng đồng dân Chúa Việt Nam trong nước cũng như hải ngoại để kêu gọi cầu nguyện và cộng tác cứu trợ nạn nhân lũ lụt. Toàn văn thư kêu gọi như sau. Kính gửi cộng đồng dân Chúa tại Việt Nam và hải ngoại. Như chúng ta đã biết, chỉ trong thời gian ngắn vừa qua, những vụ thiên tai liên tục xảy ra từ miền Bắc trải dài đến miền Trung. Trước hết là những trận mưa lớn làm sạt lở đất, vùi lấp nhà cửa và gây chết người tại Mù Cang Chải, Yên Bái, Mường La, tỉnh Sơn La, ngày 2 tháng 8 năm 2017, tại Cao Bằng, ngày 6 tháng 8 năm 2017. Sau đó là cơn bão số 10 tàn phá vùng biển Sơn Dương, phía Nam Hà Tĩnh và Bắc Quảng Bình ngày 15 tháng 9 năm 2017. Những ngày vừa qua, bão số 12, bão Damrey, với sức tàn phá khủng khiếp đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và của tại các tỉnh miền Trung. Liền ngay sau bão, những trận mưa lớn gây ngập lụt trên diện rộng, trải dài nhiều tỉnh thành như Khánh Hòa, Quảng Ngãi, Đà Nẵng, Quảng Nam, Phú Yên, Bình Định, Thừa Thiên Huế, Kon Tum, Lâm Đồng. Tính đến trưa ngày 9 tháng 11 năm 2017, đã có 106 người chết, 25 người mất tích. Có thể đây vẫn chưa là con số thống kê cuối cùng. Ngoài số người chết và mất tích, những thiệt hại về vật chất rất nghiêm trọng. Nhiều nhà cửa, ruộng lúa, hoa màu và đầm nuôi trồng thủy sản bị cuốn trôi. Đường xá sạt lở, trường học bị tàn phá. Người dân vốn đã nghèo do thiên tai, nay lâm vào cảnh trắng tay, màn trời chiếu đất, rất khó khăn và vất vả. Ngay sau cơn bão số 12, Ủy ban Bác ái Xã hội Caritas Việt Nam trực thuộc Hội đồng Giám mục đã khẩn cấp hỗ trợ những nơi bị thiệt hại nặng nề như Huế, Quy Nhơn, Đà Nẵng và Nha Trang. Trong tinh thần hiệp thông, Hội đồng Giám mục Việt Nam xin chia sẻ sự mất mát về người và của với anh chị em đồng bào tại những khu vực ảnh hưởng do bão và mưa lũ. Nguyện xin Chúa thương xót đón nhận những người đã qua đời và an ủi những người đang đau buồn trước sự ra đi của người thân. Hội đồng Giám mục kêu gọi mọi thành phần dân Chúa trong nước cũng như ở hải ngoại cùng cộng tác giúp đỡ bà con vượt qua những khó khăn, khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống. Sự chia sẻ của anh chị em vừa thực hiện giáo huấn yêu thương của Chúa, vừa thể hiện truyền thống tương thân tương ái của người Việt Nam. Cùng với những người đang gánh chịu hậu quả của bão lụt, chúng tôi cảm ơn nghĩa cử quảng đại bác ái của anh chị em. Nguyện xin Chúa nhân lành trả công bội hậu cho anh chị em. Kèm theo lá thư này
là những địa chỉ của những nơi anh chị em có thể đóng góp và cách đóng góp được đăng tải trên trang tin của Hội đồng Giám mục Việt Nam. Tin Myanmar. Myanmar có đại sứ cạnh tòa thánh lần đầu tiên. 18 ngày trước chuyến tông du của Đức Thánh Cha Francisco tại Myanmar, sáng thứ Năm mùng 9 tháng 11 vừa qua, ông San Luin, tân đại sứ của Myanmar cạnh tòa thánh, đã đến Vatican trình quốc thư. Tòa thánh đã thiết lập quan hệ ngoại giao chính thức với Myanmar vào ngày mùng 4 tháng 5 năm nay, theo sau cuộc viếng thăm Vatican của bà Aung San Suu Kyi. Ông San Luin là vị đại sứ đầu tiên của Myanmar cạnh tòa thánh Vatican. Trong thông cáo báo chí sau đó, tòa thánh không cho biết về nội dung cuộc gặp gỡ giữa Đức Thánh Cha Francisco và vị tân đại sứ, nhưng thay vào đó đã công bố tiểu sử của vị đại diện Myanmar cạnh tòa thánh. Ông San Luin sinh ngày 20 tháng 12 năm 1955 tại Yangon, có vợ và hai con gái. Năm 1977, ông lấy được bằng cử nhân về môn hóa công nghiệp. Sau một thời gian ngắn làm việc tại Bộ Kinh tế Myanmar, ông chuyển sang ngành ngoại giao và đã từng giữ chức vụ Tổng Giám đốc Nha Chính trị Ngoại giao của Bộ Ngoại giao Myanmar trong nhiều năm trước khi được cử sang Âu Châu trong vai trò đại sứ thường trú tại Áo. Ông San Luin được mô tả là chuyên gia giải độc ngoại giao Myanmar nhằm đối phó với công luận thế giới liên quan đến những thành tích nhân quyền bất hảo của quốc gia này. Là đại sứ thường trú tại Áo, ông San Luin kiêm luôn nhiều chức vụ đại sứ tại các quốc gia Âu Châu khác như Lithuania và nay là Vatican. Tin Vatican. Hội nghị về giải giới vũ khí nguyên tử được họp tại Vatican. Tòa thánh Vatican sẽ đăng cai hội nghị về vũ khí nguyên tử trong tháng 12 năm 2017, giữa lúc Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên đang có lời qua tiếng lại về việc Bắc Triều Tiên có tham vọng chế tạo bom nguyên tử. Thành phần tham dự hội nghị gồm các vị đã được giải thưởng Nobel Hòa Bình, các viên chức hàng đầu của Liên minh Bắc Đại Tây Dương, gọi tắt là NATO. Đức Giáo Hoàng Francisco sẽ đọc diễn văn trong hội nghị này. Theo phát ngôn viên của Tòa Thánh, ông Greg Burke, thì Đức Giáo Hoàng Francisco nỗ lực cổ vũ cho một thế giới phi vũ khí nguyên tử. Mới đây, Tòa Thánh cũng đã cực lực bác bỏ nguồn tin báo chí cho rằng Tòa Thánh đang làm trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên về vấn đề nguyên tử. Và nhân dịp hội nghị lần này, phát ngôn viên Tòa Thánh tái khẳng định Tòa Thánh không đứng ra làm trung gian hòa giải giữa Hoa Kỳ và Bắc Triều Tiên trong vấn đề nguyên tử. Hội nghị tại Vatican lần này có sự hiện diện của bà Masako Wada, một nạn nhân của bom nguyên tử tại Nagasaki, Nhật Bản. Đức Tổng Giám mục Silvano Tomasi, quan sát viên thường trực của Tòa Thánh tại Liên Hiệp Quốc, cảnh báo rằng, ngày nay chúng ta đang phải đối diện với một nguy cơ có thực là người ta muốn sử dụng bom nguyên tử. Chương trình nguyên tử của Bắc Triều Tiên và của Iran đang làm Hoa Kỳ, Israel và cả thế giới lo ngại về một vụ thảm họa nguyên tử. Tin Nepal. Kitô hữu Nepal tiếp tục sống tin mừng và xây dựng xã hội dù những thử thách. Cách đây vài tuần, Tổng thống Bidya Devi Bhandari đã ký đạo luật mới chống cải đạo đã được Quốc hội thông qua và đưa vào áp dụng. Luật mới bảo đảm bảo vệ hiến pháp theo Ấn giáo là tôn giáo của 80% dân số Nepal. Luật này không chấp nhận sự cải đạo và phạt những sự xúc phạm đến tình cảm tôn giáo và sự phạm thượng với hình phạt cho đến 5 năm tù giam và 50.000 rupee, tức là khoảng 770 đô la Mỹ. Các vị lãnh đạo Kitô giáo tại Nepal đã kiến nghị lên thủ tướng yêu cầu bãi bỏ luật phạt những người cải đạo và tôn trọng tự do tôn giáo như được hiến pháp quy định. Ông Gahatra, Chủ tịch Liên hiệp Kitô, yêu cầu sửa đổi luật mới và bảo đảm quyền tự do cải đạo và chọn lựa của mọi người. Ông nói rằng,
mỗi người có tự do chọn niềm tin của chính mình và thực hành. Ông khẳng định là các Kitô hữu tôn trọng các tôn giáo khác và từ chối cưỡng bách cải đạo, và lo ngại rằng việc kết án cưỡng bách cải đạo sẽ được dùng để phạt các tu sĩ vì tất cả hoạt động loan báo tin mừng của họ. Vừa rồi là phần tin tức tôn giáo. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự nói về bản tường trình của tổ chức UNICEF về nạn bạo hành trẻ em trên thế giới qua sự trình bày của An Lê. Quý vị và các bạn thân mến, hôm mùng 1 tháng 11 vừa qua, Tổ chức UNICEF của Liên Hiệp Quốc đã công bố bản tường trình về nạn bạo hành trẻ em trên thế giới. Theo đó, cứ mỗi 7 phút thì có một trẻ em hay người trẻ bị giết vì bạo lực. Tại Hoa Kỳ, các người trẻ da đen, không phải gốc nói tiếng Tây Ban Nha, thuộc lứa tuổi 10 đến 19, có khả thể bị giết cao gấp 19 lần so với một người trẻ da trắng, không phải gốc nói tiếng Tây Ban Nha cùng lứa tuổi. Khi áp dụng sự kiện này cho thanh thiếu niên da đen không phải gốc nói tiếng Tây Ban Nha trên toàn nước, người ta nhận thấy Hoa Kỳ là một trong 10 quốc gia nguy hiểm nhất thế giới. Năm 2015, một thanh thiếu niên da đen không phải gốc nói tiếng Tây Ban Nha có khả thể bị giết tại Mỹ, ngang với nguy cơ phải chết của một thanh thiếu niên sống tại Nam Sudan, nơi có các xung đột và bạo lực tập thể xâu xé mảnh đất khốn khổ này. Châu Mỹ Latin và vùng quần đảo Caribe là vùng duy nhất có số người trẻ vị thành niên bị giết gia tăng trong năm 2015. Khoảng phân nửa các vụ sát hại giới trẻ xảy ra trong vùng này. Bản tường trình nói trên của tổ chức UNICEF có đề tựa là một gương mặt quen thuộc, bạo lực trong cuộc sống của các trẻ em và thanh thiếu niên. Theo bản tường trình, trước hết có nạn bạo hành trong gia đình. Có khoảng 300 triệu trẻ em từ 2 tới 4 tuổi bị đối xử tàn bạo trên thân xác cũng như trong tâm thần bởi những người đáng lý ra có nhiệm vụ yêu thương, bao bọc, che chở các em. Theo các thống kê nhận được, người ta cũng nhận thấy có tới 6 phần 10 trẻ em 1 tuổi thường xuyên là nạn nhân của một nền giáo dục bạo hành. 1 phần 4 các em bị phạt bằng cách lôi kéo, xô đẩy và 1 phần 10 các em bị đánh, tát vào má, vào mặt, vào đầu và tai. Trên thế giới có 1/4 trẻ em dưới 5 tuổi, tức khoảng 176 triệu em, sống với một bà mẹ là nạn nhân của người cha hay nam giới sống chung bạo lực. Thế rồi, cũng có khoảng 15 triệu thiếu nữ vị thành niên tuổi từ 15 tới 18 bị bắt buộc có các liên hệ tình dục hay chịu các loại bạo hành tình dục khác trong cuộc sống. Nhưng chỉ có 1% cho biết được một chuyên viên tâm lý trợ giúp. Trong 28 quốc gia cung cấp dữ liệu, trung bình có tới 90% thiếu nữ bị bạo hành tình dục cho biết thủ phạm là một người quen biết. Dữ liệu của 6 quốc gia cho thấy họ là bạn bè, bạn học cùng lớp hay người quen. Liên quan tới các trẻ nữ, còn có nạn bị bắt buộc lập gia đình sớm trước tuổi. Hàng năm có 13,5 triệu bé gái bị bắt buộc lập gia đình. Các em bị cướp mất tuổi thơ và các quyền của mình. Và hàng ngày phải sống trong nỗi ám ảnh lo sợ bị bạo hành trên thân xác, tình dục và tâm lý từ phía người chồng các em bị bắt buộc phải cưới, có khi là đàn ông đã cao tuổi. Đây là tệ nạn xảy ra tại nhiều nơi trên thế giới. Tại các quốc gia đang trên đường phát triển, 1/3 trẻ nữ bị bắt buộc lập gia đình trước tuổi trưởng thành, 1/9 trước khi lên 15 tuổi. Số trẻ nữ bị bắt buộc lập gia đình sớm đông nhất là tại các nước Niger, Siad, Bangladesh và Guinea.
nơi có tới 60% nữ giới lập gia đình trước 18 tuổi. Tất cả các thiếu nữ này không sẵn sàng về mặt thể lý cũng như tâm lý để có thể đương đầu với một cuộc hôn nhân, lại càng không thể đương đầu với việc mang thai. Thân xác của họ chưa được trưởng thành và nguy cơ gặp khó khăn khi sinh con rất cao. Các thiếu nữ dưới 18 tuổi có nguy cơ sinh ra bào thai đã chết hay phải trông thấy đứa con bị chết khi sinh, cao hơn 50 lần phụ nữ trưởng thành. Thêm vào đó, hôn nhân sớm vi phạm các quyền căn bản của mọi bé gái, quyền sống khỏe mạnh, được học hành giáo dục, được vui chơi và sống trong một khung cảnh an ninh được bảo vệ, có quyền quyết định độc lập, tự do lựa chọn người bạn đời của mình vào lúc thích hợp. Rất nhiều phụ nữ trẻ này phải chịu bạo hành thể lý và tình dục. Cần phải gây ý thức cho các bậc cha mẹ và cộng đoàn xã hội, và thuyết phục họ từ bỏ tệ đoan bắt các trẻ gái lập gia đình sớm. Đặc biệt, cần dấn thân tranh đấu cho các bé gái được đi học, vì giáo dục là phương thế mạnh mẽ nhất chống lại các vụ hôn nhân cưỡng bách. Tại Bangladesh, hồi năm 2014, tổ chức Thị kiến quốc tế đã phát động phong trào không là cô dâu trước 18 tuổi trong vùng Nam Muktagaka nhằm chống lại nạn hôn nhân sớm và đã thành công trong việc thuyết phục chính quyền địa phương cấm thói tục này. Thế rồi, còn có nhiều bé gái và thiếu nữ bị cha mẹ bán cho các tổ chức mại dâm hay bị khai thác tình dục, thường là để trả nợ cho gia đình. Có rất nhiều trường hợp không bao giờ được đưa ra ánh sáng. Trong đó, cuộc đời của các bé gái bị bẻ gãy trong bóng tối của sự thờ ơ. Hiện nay trên thế giới, có 1,2 triệu bé gái bị khai thác tình dục. Nạn khai thác tình dục trẻ em có nhiều lý do. Nạn tội phạm, gian tham hối lộ, thiếu luật lệ bảo vệ trẻ em, nạn sách báo phim ảnh dâm ô, du lịch tình dục, nạn nghèo túng. Trong số các nước có hình thức bạo lực khai thác tình dục thịnh hành nhất, có Campuchia, Thái Lan, Costa Rica, Mexico và Brazil. Các trẻ em nạn nhân của việc khai thác tình dục thường bị bắt buộc dùng ma túy và bị đánh đập khi các em không vâng lời các tay anh chị đầu nậu. Các em phải sống các kinh nghiệm thương đau không thể tưởng tượng nổi, bị thương tích thể lý và tâm lý thường xuyên suốt đời. Các em có thể bị bệnh SIDA, nghiện ngập ma túy, hay mang thai và bị bắt buộc phá thai, hoặc bị thương tích nặng nề vì bị đánh đập tàn nhẫn. Việc bị lạm dụng và khai thác tình dục để lại trên các em các thương tích tâm lý và cảm xúc có thể gây nguy hại cho sức khỏe tâm thần và sự trưởng thành của các em. Các em cảm thấy sợ hãi, tuyệt vọng, xấu hổ và khước từ vì các kinh nghiệm đau thương phải gánh chịu. Tổ chức Thị kiến quốc tế hoạt động nhằm ngăn chặn tệ nạn này và trợ giúp các em thắng vượt chấn thương tâm lý và tái xây dựng cuộc sống qua các chương trình phòng ngừa, che chở và hội nhập các nạn nhân. Ngoài ra, tổ chức cũng yểm trợ các chính sách và thực hành tốt nhằm ngăn chặn hệ thống bạo lực cũng như gây ý thức cho các cộng đoàn. Một cách cụ thể, tổ chức yểm trợ kinh tế nhằm giảm bớt nạn nghèo túng là một trong các lý do của nạn khai thác tình dục trẻ vị thành niên và tập trung vào việc che chở giới trẻ vị thành niên. Sau cùng, tổ chức sát cánh với các cộng đoàn trong việc nhận diện các nạn nhân và cải thiện các trợ giúp hậu chấn thương, cống hiến cố vấn y khoa và pháp lý cũng như đào tạo nghề nghiệp và trợ giúp kinh tế. Quý vị và các bạn thân mến, vừa rồi là bài thời sự, trình bày phần đầu bài viết của Linh Tiến Khải về bản tường trình của tổ chức UNICEF trước nạn bạo hành trẻ em trên thế giới. Kính mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần còn lại của bài viết này trong lần phát tới. Một thời sự hôm nay xin kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Đây là chương trình Việt ngữ của Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục
học hỏi phụng vụ do Anton phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tiếp tục với tập sách Tìm hiểu Thánh lễ của tác giả Edward Serry qua bản dịch Việt ngữ của tu sĩ Giuse Trần Công Thượng, dòng Đa Minh. Mục học hỏi phụng vụ tuần này xin gửi đến quý vị và các bạn bài tìm hiểu về lời chào Chúa ở cùng anh chị em. Chúa ở cùng anh chị em và ở cùng cha. Theo quan điểm Thánh Kinh, lời chào Chúa ở cùng anh chị em không phải là lời chào thông thường. Điều này không giống chút nào với lời trao qua đổi lại khi linh mục nói chào anh chị em và cộng đoàn đáp chúng con cũng chào cha. Nếu thực sự hiểu nền tảng Thánh Kinh của những lời này, chúng ta có thể bước vào phụng vụ với cảm giác kính úy hơn. Ở mức độ căn bản, những lời này nói lên một thực tại về sự hiện diện của Chúa Giêsu với cộng đoàn tín hữu đang họp nhau nhân danh Người, vì Người đã nói, ở đâu có hai ba người họp lại nhân danh Thầy, thì có Thầy ở đấy, giữa họ. Lời chào trong phụng vụ này cũng diễn tả thực tại sâu xa về sự sống Thiên Chúa đang cư ngụ trong linh hồn chúng ta nhờ bí tích rửa tội. Bằng những lời này, linh mục đang cầu nguyện để sự sống thần linh chúng ta đã nhận có thể tiếp tục lớn lên trong chúng ta. Nhưng lời chào Chúa ở cùng anh chị em cũng gợi lại những lời được ngỏ với toàn bộ các vĩ nhân trong Thánh Kinh, là những người được Thiên Chúa gọi thi hành một sứ vụ đáng sợ, sứ vụ buộc cá nhân vượt qua vùng an bình thư thái và cậy dựa vào Chúa như chưa từng có trước đây. Tương lai của dân Chúa phụ thuộc vào việc những người này đáp trả lời mời gọi và thi hành tốt vai trò của mình như thế nào. Hãy nghĩ đến Isaac và Jacob, Môsê và Giô-suê, vua David, ngôn sứ Giê-rê-mi-a và đức trinh nữ Maria. Tất cả các ngài đã nghe sứ điệp này vào thời điểm mấu chốt của cuộc đời. Trong nhiều dịp, khi Thiên Chúa gọi ai theo cách này, chính Người hoặc các thiên thần của Người sẽ nói với người ấy những lời đảm bảo, Chúa ở cùng ngươi. Ví dụ về Giô-suê. Sau khi ông Mô-sê qua đời, Thiên Chúa gọi ông Giô-suê thi hành công việc khó khăn là dẫn đưa dân vào đất hứa, nơi có nhiều đội quân lớn ngăn chặn lối vào và nhiều trận chiến xảy ra. Nhưng Thiên Chúa truyền cho ông Giô-suê phải can đảm và tin tưởng rằng ông sẽ thành công, bởi vì ta sẽ ở với ngươi. Đức Chúa nói với ông Giô-suê rằng, mọi ngày đời ngươi, không ai sẽ đứng vững được trước mặt ngươi. Ta sẽ ở với ngươi như ta đã ở với Mô-sê. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi, ta sẽ không ruồng bỏ ngươi. Mạnh bạo lên, can đảm lên, vì chính ngươi sẽ cho dân này chiếm đất ấy làm gia nghiệp, đất mà ta đã thề với cha ông chúng là ta sẽ ban cho chúng. Mạnh bạo lên, can đảm lên. Đó chẳng phải là lệnh ta đã truyền cho ngươi sao? Đừng run khiếp, đừng sợ hãi, vì Đức Chúa Thiên Chúa của ngươi sẽ ở với ngươi bất cứ nơi nào ngươi đi tới. Thiên Chúa gọi ông Gít-ôn theo cùng cách như vậy. Sách Thủ Lãnh kể rằng, Thiên Chúa sai một sứ thần đến với ông Gít-ôn để gọi ông cứu dân thoát khỏi quân Ma-đian, là những kẻ chiếm đất đai của Israel. Sứ thần chào ông bằng những lời này, Chúa ở với ông. Mặc dù ông Gít-ôn không có kinh nghiệm chiến đấu nổi trội, lại xuất thân từ một thị tộc thấp kém và là người kém cỏi nhất trong gia đình, nhưng Thiên Chúa hứa với ông rằng ông sẽ lãnh đạo Israel chiến thắng quân Ma-đian, không phải do sức mạnh hoặc tài năng của ông, mà là bởi Thiên Chúa ở với ông. Ta sẽ ở với ngươi, và ngươi sẽ đánh quân Ma-đian như đánh có một người. Có lẽ, ví dụ hay nhất là lời mời gọi ông Mô-sê trong bụi gai cháy bừng. Trong khung cảnh đáng chú ý này,
Chúa đã mời gọi ông Mô-xê thi hành một sứ vụ rất khó khăn. Trở lại Ai Cập, nơi người ta đang tìm cách giết ông, đương đầu với Pharaoh độc ác, kẻ đang bắt người Do Thái làm nô lệ, đồng thời thuyết phục vị vua này để cho dân ra đi. Những lời Thiên Chúa phán như gánh nặng đè trên ông, và ông cảm thấy không đủ sức để thi hành công việc đó. Con là ai mà dám đến với Pharaoh và đưa con cái Israel ra khỏi Ai Cập? Sau đó, ông đã làm tất cả những gì có thể để thoát khỏi trách nhiệm Thiên Chúa ủy thác. Ông thưa với Thiên Chúa rằng, dân sẽ hỏi ông tên của Thiên Chúa này là gì, rằng dân sẽ không tin ông và nghi ngờ Thiên Chúa đã thực sự hiện ra với ông, và ông không có khả năng ăn nói như một nhà lãnh đạo. Phải chăng sứ vụ bất khả thi? Thiên Chúa đã phản ứng lại những cảm giác không xứng đáng làm người lãnh đạo của ông Mô-xê như thế nào? Cần lưu ý rằng, Thiên Chúa không gửi ông đến một khóa huấn luyện để giúp ông phát triển kỹ năng lãnh đạo, hay đến một cuộc hội thảo để đào tạo ông thành người có khả năng nói trước công chúng. Đúng hơn, Thiên Chúa ban cho ông một điều ông cần nhất, người đảm bảo sẽ hiện diện với ông trong sứ vụ đầy thử thách này. Thiên Chúa nói, ta sẽ ở với ngươi. Ông Mô-xê đã hoàn thành sứ vụ, không phải vì kỹ năng hoặc tài nghệ của ông, nhưng vì ông được Thiên Chúa giúp đỡ. Sự giúp đỡ này làm cho ông có khả năng thực hiện tốt hơn nhiều so với những gì tự ông đã từng làm. Theo Thánh Phao-lô, sức mạnh của Thiên Chúa sẽ được thể hiện qua sự yếu đuối của ông Mô-xê. Bạn cảm thấy căng thẳng và nặng nề với những yêu cầu của cuộc sống. Bạn có cảm giác như ông Mô-xê, không xứng đáng với sứ vụ Thiên Chúa ủy thác cho bạn, trong hôn nhân, trong công việc, gia đình và đời sống đức tin công giáo. Nếu như thế, những lời mở đầu phụng vụ thánh lễ, Chúa ở cùng anh chị em, có thể vừa truyền cảm hứng, vừa khuyến khích bạn. Một đàng, theo quan điểm thánh kinh, lời chào Chúa ở cùng anh chị em nhắc nhở chúng ta về ơn gọi cao quý của mỗi người. Như là con cái Thiên Chúa, mỗi chúng ta có một sứ vụ đặc biệt để hoàn tất kế hoạch của Chúa Cha. Khi nghe những lời này, chúng ta nhận ra rằng mình đang bước trên dấu chân của ông Mô-xê, Giô-suê, Gít-ôn và nhiều người khác, là những người đã đón nhận lời mời gọi đặc biệt từ Thiên Chúa. Chúng ta không được gọi để bảo vệ dân Chúa chống lại những kẻ áp bức ngoại giáo, hay để đương đầu với những nhà độc tài bất lương như Pharaoh. Nhưng mỗi người chúng ta có một vai trò mà không ai khác có thể đảm nhận trong hôn nhân, công việc, gia đình, tình bằng hữu, giáo xứ và cộng đoàn chúng ta. Đằng khác, những lời hứa này cũng đảm bảo rằng chúng ta có thể đạt được sức mạnh lớn hơn, đến nỗi sức mạnh ấy có thể nâng đỡ chúng ta vượt qua gian nan thử thách trong cuộc sống, đồng thời giúp chúng ta trung thành với bất kể nhiệm vụ nào được Thiên Chúa trao cho. Nếu chúng ta cảm thấy nghi ngờ hoặc không xứng đáng trong việc nuôi nấng con cái, chia sẻ đức tin với người khác, hoặc trong phạm vi nào đó về đức hạnh, thì phụng vụ nhắc nhở rằng Thiên Chúa luôn ở cùng để giúp đỡ chúng ta. Nếu chúng ta đang đối diện với một cuộc hôn nhân không suôn sẻ, một tình huống khó khăn tại nơi làm việc, một cuộc chiến với căn bệnh trầm trọng, hoặc mất người thân yêu, thì Thiên Chúa vẫn ở cùng chúng ta trong những thử thách này. Nếu chúng ta đang trải qua buồn sầu, thất vọng, mờ mịt trong đời sống thiêng liêng, thì Thánh Lễ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa đang thực sự ở cùng, cho dù chúng ta không cảm thấy sự hiện diện của Người. Nhưng trên hết, lời chào này chỉ ra những thực tại kinh quý mà tất cả chúng ta sắp tham dự, đó là các mầu nhiệm về sự chết, sự sống lại của Chúa Kitô và sự thông hiệp với mình và máu Người. Chúng ta không xứng với vinh dự lớn lao như thế, nhưng những lời của linh mục khi bắt đầu thánh lễ nhắc nhở chúng ta rằng Chúa ở cùng chúng ta. Giống như Mô-xê, Giô-suê, Gít-ôn và nhiều người khác, chúng ta có thể tự tin tín thác vào sự trợ giúp của Chúa.
chúng ta có thể tin tưởng sức mạnh của Thiên Chúa sẽ bổ khuyết cho bất kỳ điều gì còn thiếu nơi chúng ta. Quý vị và các bạn thân mến, mục học hỏi phụng vụ tuần này xin khép lại đây. Chúng ta sẽ tiếp tục bài tìm hiểu này trong chương trình tuần sau. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn. Vừa rồi là phần học hỏi phụng vụ. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi chuyên mục Học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo do Duy An phụ trách. Quý vị và các bạn thân mến, tuần trước chúng ta đã kết thúc loạt bài nói về môi trường theo giáo huấn học thuyết xã hội Công giáo. Hôm nay chúng tôi xin giới thiệu với quý vị và các bạn một chuyên đề khác, đó là học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo về vấn đề hòa bình, mà hôm nay chúng ta sẽ nói về hòa bình theo quan niệm của Thánh Kinh. Thứ nhất, hòa bình theo Cựu Ước. Hòa bình là thuộc tính căn bản của Thiên Chúa. Ông Gideon trong sách Thủ Lãnh chương 6 câu 24 đã gọi Đức Chúa là sự bình an. Mọi thụ tạo đang hiện hữu được Thiên Chúa tạo nên trong một tổng thể hài hòa và tốt đẹp. Các thụ tạo phản ánh vinh quang của Thiên Chúa nên luôn hướng tới hòa bình, và con người luôn khao khát hòa bình. Hòa bình được xây dựng trên mối tương quan căn bản giữa con người và Thiên Chúa, thể hiện trong sự công chính. Tuy nhiên, tội lỗi nguyên thủy của con người đã đánh mất sự công chính, nên con người đã làm đảo lộn trật tự trong mối tương quan giữa Thiên Chúa và con người, giữa con người với nhau. Và thế giới đã nếm trải máu của sự tranh chấp, chia rẽ và bạo lực trong các mối tương quan liên vị và tương quan xã hội giữa con người với nhau. Hòa bình và bạo lực không thể đi đôi với nhau, cho nên Thiên Chúa không bao giờ hiện diện ở nơi có bạo lực. Sách Malachi nói đến mối liên hệ giữa sự sống sung mãn và hòa bình nơi Thiên Chúa. Giao ước của ta với nó là sự sống và sự bình an. Như thế, hòa bình là một trong những hồng ân cao cả nhất mà Thiên Chúa ban cho con người khi con người sống theo kế hoạch yêu thương và thiện toàn của Thiên Chúa. Hòa bình là hệ quả phúc lành của Thiên Chúa tuôn đổ xuống trên dân của người. Đức Chúa đoái nhìn đến các ngươi và ban cho các ngươi sự bình an. Cũng thế, hòa bình mang lại cho cuộc sống sự sung túc, an vui và không còn lo sợ. Hòa bình là mục đích của cuộc sống xã hội. Sách ngôn sứ Isaiah đã diễn tả rõ nét viễn tượng về hòa bình trong thời của Đấng Messiah. Khi đó, mọi dân tộc tiến lên đền Thiên Chúa, người sẽ dạy cho họ biết đường lối của người và họ sẽ đi theo đường lối bình an ấy. Lời Thiên Chúa hứa cho thời đại của Đấng Messiah chính là một bầu khí hòa bình bao trùm lên mọi thụ tạo. Chính Đấng Messiah sẽ được gọi là Thái tử Hòa bình. Hòa bình của Đấng Messiah sẽ làm cho dân không còn lo sợ. Khi nhà vua trần thế cai trị theo đường lối công lý của Thiên Chúa, thì sự công chính sẽ nở hoa và hòa bình sẽ lan tràn bền vững cho tới khi mặt trăng không còn nữa. Chính Thiên Chúa luôn mong muốn đem hòa bình đến cho dân của người, như Thánh Vịnh 85 câu 9 đã viết: điều Chúa phán là lời chúc bình an cho dân người, cho kẻ trung hiếu và những ai hướng lòng trí về người. Khi dân Chúa lắng nghe lời hòa bình từ Thiên Chúa, họ sẽ sống trong thời đại mới, đó là tín nghĩa ân tình nay hội ngộ, hòa bình công lý đã giao duyên.
Thánh Vịnh 85 câu 11. Thực vậy, hòa bình là thuộc tính cao trọng của Đấng Mêsia, trong đó bao gồm các ân huệ khác của ơn cứu độ. Từ ngữ Shalom, hòa bình, trong tiếng Hebrew xuất phát từ nguyên ngữ mang nghĩa là sung mãn. Vương quốc của Đấng Mêsia đích thực là vương quốc của hòa bình. Kế đến, chúng ta nói về hòa bình theo Tân Ước. Đức Giêsu chính là Đấng Mêsia và là sự bình an của chúng ta. Vì thế, Thánh Phaolô đã hướng dẫn các tín hữu nhận biết động cơ thúc đẩy họ tổ chức một cuộc sống chung hòa bình và thi hành sứ mạng loan báo hòa bình cho tha nhân. Trước khi chịu chết, Đức Giêsu đã nói tới mối tương quan yêu thương giữa người với Chúa Cha, từ đó đem lại sức mạnh hiệp nhất giữa các môn đệ của Đức Giêsu. Trong những lời từ biệt các môn đệ, Đức Giêsu đã đem lại ơn hòa bình cho các ông như dấu ấn đặc biệt đóng trên chúc thư thiêng liêng của Đức Giêsu. Thầy để lại bình an cho anh em, thầy ban bình an của thầy cho anh em. Thầy không ban như thế gian ban tặng cho anh em. Sau khi sống lại, Đức Giêsu đến với các môn đệ của người và cũng ban cho họ ơn bình an cùng với lời chào thăm, chúc anh em được bình an. Hòa bình của Đức Giêsu trước hết là sự hòa giải giữa nhân loại với Chúa Cha, được thực hiện do thừa tác vụ mà Đức Giêsu trao cho các môn đệ, khởi đi từ lời công bố bình an. Vào nhà nào, trước tiên anh em hãy nói bình an cho nhà này. Luca chương 10 câu 5. Từ đó, hòa bình cũng là hòa giải giữa anh chị em đồng loại với nhau. Đức Giêsu đã dạy chúng ta đọc kinh lạy Cha. Trong đó, ơn tha thứ mà chúng ta nài xin nơi Chúa Cha cũng gắn liền với sự tha thứ mà chúng ta thực hiện với anh chị em của mình. Xin tha nợ cho chúng con, như chúng con cũng tha cho kẻ mắc nợ chúng con. Nhờ sự hòa giải theo hai hướng ấy, các Kitô hữu trở nên những con người của sự hòa giải, nên được tham dự vào vương quốc của Thiên Chúa theo những mối phúc thật mà Đức Giêsu đã công bố. Phúc cho ai xây dựng hòa bình, vì họ sẽ được gọi là con Thiên Chúa. Matthew chương 5 câu 9. Nỗ lực xây dựng hòa bình của các Kitô hữu luôn gắn liền với công cuộc loan báo tin mừng, đó là tin mừng hòa bình cho toàn thể nhân loại. Trung tâm điểm của tin mừng hòa bình chính là mầu nhiệm thập giá, vì hòa bình được phát sinh từ hy tế của Đức Kitô. Người đã chịu sửa trị cho chúng ta được bình an, đã phải mang thương tích cho chúng ta được chữa lành. Isaiah chương 53 câu 5. Quả vậy, khi chịu đóng đinh trên thập giá, Đức Giêsu đã hóa giải mọi mối chia rẽ, làm chấm dứt mọi hận thù, tái lập hòa bình và đem ơn cứu độ của mầu nhiệm phục sinh đến cho mọi người. Quý vị và các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu học thuyết xã hội của Giáo hội Công giáo tuần này xin kết thúc nơi đây. Duy An xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào thứ hai tuần tới. Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Đông trong những phút cầu nguyện. Con trở về bên Chúa khi tâm hồn héo về bên Chúa, xin thương tha thứ lỗi lầm đời con đã bao nhiêu lần, tội lỗi cách xa nhan Ngài, nguyện từ nay xin quay bước trở
thứ, nhưng khi con lỗi lầm, một lòng thống hối nguyện cầu Chúa giữa con sạch trong, để rồi từ đây con mãi sống trong tình Ngài. Quý anh chị em thân mến, trong đời đã không ít lần chúng ta tự hỏi rằng tại sao chúng ta lại phạm những lỗi phạm mà chúng ta không hề muốn. Sau khi lỗi phạm, có lúc chúng ta cảm thấy mệt mỏi, chán nản. Biết bao câu hỏi đã xuất hiện trong tâm trí chúng ta. Tại sao chúng ta phải làm như thế? Tại sao chúng ta không thể làm khác đi? Và rồi, những nỗi dày vò khác có thể xuất hiện. Lỗi phạm, đó là điều mà hiếm một ai muốn mình phạm phải. Nhưng với thân phận con người yếu đuối, chúng ta không thể tránh khỏi lỗi lầm. Có thể có người thầm ước rằng cho đến cuối đời con sẽ không phạm tội nào. Nhưng không thể như thế được. Chúng ta là con người, chúng ta khó có thể tránh khỏi những thiếu sót. Dù là ai đi chăng nữa, mỗi một người có những yếu đuối rất riêng và sẽ có những lỗi phạm nào đó bởi do vô ý hoặc hữu tình. Biết mình có thiếu sót, biết mình vẫn có thể phạm phải sai lầm nào đó, nhưng chúng ta sẽ không quỵ ngã trong tội. Mỗi lần vô tình hoặc hữu tình lỗi phạm, chúng ta sẽ ý thức sự mỏng manh nơi thân phận con người, để rồi sau đó lại tiếp tục đứng lên. Sẽ là vui mừng nếu chúng ta còn day dứt vì lỗi phạm của mình, bởi sẽ là đáng nguy nếu có ai đó quá bình thản và tự nhiên như không trước những lỗi phạm cố hữu và thường xuyên tái diễn. Day dứt cũng là một biểu hiện cần cho sự thay đổi. Có day dứt mới có sự nhìn lại mình. Có nhìn lại mình, chúng ta mới dám chân nhận nơi mình những điều chưa đẹp mà chúng ta sẽ làm cho đẹp hơn. Sự day dứt chỉ trở nên nguy hiểm khi chúng ta để nỗi day dứt lấn át niềm hy vọng. Chúng ta yếu đuối, Thiên Chúa biết. Chúng ta lỗi phạm, Thiên Chúa hiểu. Thiên Chúa vẫn dang rộng vòng tay chờ chúng ta quay về với Ngài. Dù chúng ta là ai, dù chúng ta lỗi phạm ra sao, nhưng Ngài đã chờ đợi chúng ta trước khi chúng ta muốn trở về bên Ngài. Trong hy vọng, chúng ta trở về bên Chúa để được Ngài xóa tan những quan ngại trong lòng chúng ta. Chúng ta trở về để được sống trong tình yêu của Thiên Chúa, Cha chúng ta. Lạy Thiên Chúa của con, có nhiều đêm con dằn vặt vì một lỗi phạm mà con đã gây ra cho người con thương mến. Chúa ơi, con khờ khạo phải không Chúa? Lạy Chúa, xin thứ lỗi cho con. Chúa ơi, chúng con muốn được thay đổi, dù thay đổi thật khó khăn hoặc thay đổi cần có vài ngày, nhưng chúng con vẫn muốn. Lạy Thiên Chúa của chúng con, xin thương giúp chúng con. Lạy Chúa, xin Ngài thương nâng đỡ những anh chị em mà chúng con vô tình hay hữu tình lỗi phạm đến. Amen. Con trở về bên Chúa khi tâm hồn héo úa. Con trở về bên Chúa, xin thương tha thứ lỗi lầm. Đời con đã bao nhiêu lần tội lỗi cách xa nhân Ngài, nguyện từ nay xin quay bước trở về. Trở về bên Chúa, Ngài là đấng
rồi từ đây con mãi sống trong tình Ngài. Con trở về bên Chúa trong vũ sầu chất ngất. Con trở về bên Chúa ăn năn đau đớn vô phần, vì con đã bao nhiêu lần từ khước sống cho tin mừng, lòng con vương vinh hoa thế trần. Chương trình phát thanh lúc 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn vào buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Nguyện xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.